Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại sớm mạng giáo viên ở quận Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay sớm mạng giáo viên có về một số cây mai dẫu Tân Châu ha, đế đẹp nè, lắc lượng và giáng long cũng có luôn, nhánh nồng có nụ ha. Đây giá thì không nghĩ ha, rất mong quý vị ủng hộ cho sớm mạng giáo viên. Đây nụ đây quý vị, cái này bút vô chấu luôn ha. Số cây thần chậu ha, mini nè, để bàn luôn. Rồi, chào rồi, em xin chào anh Tâm, em chào tất cả các anh chị em, cô dì, chú bác của mình ha. Thì hôm nay em xin ở sớm mai vàng Trúc Yên để giới thiệu đến cho anh chị mình xem một số cây mai dạo Tân Châu chơi Tết nha anh chị, gồm có mai tàn và cũng như là mai mini. Thì trước tiên thì em sẽ xin nói về địa chỉ của shop là ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số hotline là 0939 779 318, đồng thời có một số Zalo của shop luôn. Và shop luôn có cái ưu đãi dành cho anh chị mình là khi mua hàng là bao ship toàn quốc cho tất cả anh chị em mình. Và bên xin giới thiệu sơ lược về những cái giống mai bên em là mai mini Tân Châu nha anh chị, thuần chậu. Là để chơi Tết thì mình có những cái giống mai như thế này em vừa nhập về cho anh chị mình ha. Em luôn đăng hàng ngày trên clip để cho anh chị mình xem. Thì nụ bên em là em đã lựa những cây nụ nhiều và nụ đạt anh chị ha. Nụ rất là đạt ha, tay cành nào cũng có nụ hết. Và mai mini thì thường thường người ta sẽ tạo cho mình một khung dáng, tức là dáng lắc lượng như thế này ha anh chị. Về anh chị mình ví dụ như mà cây nó to cao lên thêm thì anh chị mình bẻ theo cái dây nhôm này nha, cho đẹp thêm nữa. Thì đây là mai thường chậu nên là bên em là mai zin thường chậu nên anh chị mình xem ha. Nút nụ này về anh chị mình chơi Tết canh dừa, mình tước lá nha anh chị ha. Khoảng tầm ví dụ như nụ to thì khoảng tầm là 15 ngày. Còn mà nụ nhỏ quá thì mình sẽ tước sớm hơn xíu, khoảng 4 đến 5 ngày anh chị ha. Bên đây là có những cây như thế này luôn. Đấy. Nút cây nào cũng có nụ nhiều ở bên shop đã lựa hết rồi nha anh chị ha. Dáng thì có một dáng rồi nha anh chị. Nên là dáng thì anh chị mình cũng không có nhiều dáng để lựa đâu, chỉ có một dáng thôi. Còn nụ thì bên shop có thể lựa cho anh chị mình nhiều nụ ha. Đấy, mỗi một chậu như thế này thì bên shop em sẽ để cho mình là giá là 200.000 nha. Rồi 200 ha. Mà khi anh chị mình mua số lượng từ 2 3 số lượng nhiều trở lên thì bên em sẽ để giá ưu đãi cho mình ha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều nha. Em xin giới thiệu tiếp cho anh chị mình những cây mai dảo Tân Châu, mai tàn chơi Tết. Bên em đã tước lá hết rồi nha anh chị. Để tước lá thứ nhất là để cho anh chị mình là cây nó không bị mất sức cây, và thứ hai nữa là cây của mình về anh chị mình khi mua về trồng á và chơi Tết á, anh chị mình theo dõi nút nụ để mình chăm sóc cho nó tiện kịp với lại thời gian Tết nha. Rồi em xin giới thiệu cây đầu clip là cây mã số 21 nha anh chị ơi. Chiều cao của mình là khoảng tầm hơn 1 mét ha. Cây này dáng lắc lượng nha anh chị, tàn rất là đều và đẹp. Tán ngang của mình là khoảng tầm hơn 1 mét 1 nha. Co lắc lượng rất là đẹp ha anh chị ha. Rồi hoành ở đây em đo ngoài cái cổ nha, tại vì trong đây phần này nó nằm sâu quá, dính dưới đất là không có đo được. Rồi hoành ở đây của em là em này là 17. Cây này đế cũng rất là đẹp nha anh chị ha. Đường kính bầu cây này là 31 nha. Đấy. Nút nụ hiện tại gì thấy không? Hút nụ hiện tại là như thế đấy. Anh chị mình về khi mà mua về anh chị mình trồng, anh chị mình nhớ theo dõi nút nụ nha, để chăm sóc canh cho nó kịp Tết anh chị ha. Bên em thì bán cho tất cả các khách hàng người ta về để chơi Tết. Đấy. Rồi cây mã số 21 này là em Zalo với anh chị mình giá là 1.500.000 nha. 1.500.000 một cây tàn to dáng lắc lượng. Rồi qua đây cây kế tiếp, cây mã số 22 nha anh chị ha. Cây này cũng lắc lượng luôn. Đấy. Đây là mai dảo Tân Châu nha anh chị, mai zin trồng từ hạt nha. Chiều cao mình khoảng tầm 1m2, tán ngang của mình là khoảng tầm 1m2 luôn ạ. Tàn mấy cây này rất là to nha anh chị, nút nụ rất là đạt nha, nút nụ rất là đạt. Rồi hoành ở đây mình là 16 anh chị ơi, hoành 16 và đường kính bầu của mình là 33. Cây này là một cây tông hơi cao xíu ha. Đấy, tông hơi cao xíu, tàn rất là đều và đẹp ha. Đấy, bên đây nó có cái nhánh này, cái nhánh này thì chắc trong quá trình mà mình ấy vận chuyển thì nó cũng không còn sử dụng được, bên em cắt để cho này nó đâm tượng, nó nhảy tượng lên mình cho nó đều bên đó anh chị ha. Cây có như thế nào thì em sẽ báo trực tiếp cho mình luôn trên clip. Nút nụ rất là đạt nha, nút nụ rất là nhiều. Đấy, nhánh này nút nụ rất là nhiều nè. Anh chị mình khi mua cây về giúp em ha, mua và chăm sóc, khi quá trình chăm sóc á, canh nút nụ để cho nó kịp Tết nha. Bên em thì không đảm bảo được canh ngay Tết được, tại vì do bên em là phải tước lá trước rồi. Rồi thứ hai nữa là anh chị mấy có thấy vết hằn ở trên cái thân không? Thì đây là những cái vết mà người ta vô dây kẽm dây nhôm cho mình từ nhỏ, khi người ta tháo ra nó còn cái vết hằn chứ không có phải là bị trầy gì hết anh chị ha. Đấy. Rồi mã số 22 này em giao lưu với anh chị mình giá là 1.500.000 nha. Rồi 1.500.000 ha. Rồi em qua một cây mã số kế tiếp, một cây tông cao ha. Dáng này kiểu là dáng lông lắc nhẹ ha. Nhánh nồng có nè. Rồi chiều cao cây này là khoảng tầm 1m3. Cây này thật sự á, là nếu anh chị mình mua về anh chị mình cắt ngang đây vẫn được nha, tại vì trên đây nó còn quá nhiều nụ nên shop không có cắt để luôn cho anh chị mình. Mà khi anh chị mình về mà cảm thấy là muốn cây nó lực, nó khỏe hơn, nó đẹp hơn xíu, anh chị mình cắt ngang đây nhìn cây nó sẽ lực hơn nha. Đấy,
Rồi, tán ngang của cây này khoảng tầm 1m1 nha anh chị. Cây này kiểu dáng lông nó lắc nhẹ xíu ha. Rồi, hoành ở đây cây này là 20 nha. Đây, hoành cây này 20, lâu lâu có những cái cây hoành to như thế này nha anh chị. Đối với dáng lông lắc lượng luôn ha. Đường kính bầu của mình là 39 nha. Đấy. Nút nụ thì rất là đạt anh chị ha, nút nụ rất là nhiều. Đa số những cây mai Tết thì shop sẽ luôn lựa những cây nhiều nụ cho mình. Và khi anh chị mình mua về á, là bên em thường thường nó tước lá hết rồi, chứ không để lá nữa. Tại vì để lá sẽ bị mất sức cây. Thì khi trong quá trình anh chị mình mua cây về, anh chị mình nhớ chăm sóc và canh theo dõi nút nụ để cho nó kịp Tết ha. Đấy. Rồi, mã số 2 này, 23 này là em shop em giao lưu với anh chị mình giá 1,5 triệu nha. Rồi, 1,5 triệu. Ví dụ như anh chị muốn cây mình nó lùng hơn, nó lật hơn thì anh chị mình cắt lại cái ngọn bớt nha. Bên em thì để zin. Tại vì cây nó nhiều, ở trên nó nhiều nụ quá nên em không có muốn cắt, để cho anh chị mình xem mặt hoa đâu. Rồi, em qua mã số kế tiếp. Một cây giáng long ha. Giáng long rất là đẹp luôn. Mã này mã số 24 nha. Cây này tông cao. Cây này chiều cao mình cỡ cỡ 1m4 nha anh chị. Do cái ngọn nó hơi cao nè. Cái lông nó lắc tới đây luôn nha. Tới ngay chỗ ngón tay đang chỉ nè. Còn đây là cái ngọn thẳng dán trực lên nè. Anh chị mình muốn cắt thì cắt ở trên đây ha. Còn anh chị mình muốn để chơi có nụ hay mặt bông thì mình cứ để lại nha. Tán ngang của cây này khoảng tầm 1m1 hơn. Cây này lông nhìn rất là đẹp nha anh chị, rất là đều. Giáng long thì ví dụ năm sau năm thịnh, đối với anh chị nào mà thích chơi phong thủy có thể là mua giáng long nha. Quạnh đây 18 anh chị ha. Đường kính bầu cây này khoảng tầm 39-40. Đấy, đế rất là đẹp, có cái củ nhỏ xinh xinh nè anh chị ha, nó cũng nhỏ xinh xinh rất là đẹp luôn. Cây em mới vừa về luôn nha anh chị, cây mới vừa về luôn. Em vừa làm vệ sinh tuốt lá xong là sẽ lên clip cho mình luôn. Đấy. Cây này thì tông nó hơi cao nha, khoảng tầm 1m4 nha anh chị. Do là cái ngọn ở trên đây nó dán trực nó hơi cao xíu, ví dụ em nói trước, anh chị mình về muốn chơi thì cứ để ha. Tại trên đây nó còn nụ rất là nhiều. Còn anh chị mình muốn cây nó lực khỏe thì anh chị mình cắt ngắn xuống bớt ngay tới cái chỗ cái lông lượng này ha. Ngay chỗ cái khúc này nè, khúc đầu này nè, đấy. Tàn thì anh chị mình ví dụ như thấy cái tổ nào mà nó hơi nhiều quá, anh chị mình cắt bớt bỏ. Để những cái tay cành để cho nhìn cái tàn nó đều hơn xíu, hai nữa là vô nước dây nhôm nữa, nó đẹp hơn ha. Rồi, mã này mã số 24 nha. Em giao lưu với anh chị mình giá là 1,55 triệu. Rồi, 1,55 triệu. Cái này lông cực kỳ đẹp luôn ha. Dáng lông nó cứng cáp đẹp. Mà lại hợp phong thủy nữa. Rồi, đây là mã số 25 nha anh chị. Cái này là dáng lắc lượng. Chiều cao của cái này khoảng tầm hơn 1m2 nha. Tán ngang của mình là hơn 1m1 xíu nha. Đó, nút nụ anh chị thấy không? Rất là nhiều, nút nụ rất là đạt. Còn quá trình mà anh chị muốn kịp Tết thì mình cũng do mình chăm sóc nha anh chị ha. Mình chăm sóc, mình mua về mình chăm sóc để cho mình sao cho nó kịp Tết. Rồi, hoành ở đây là 18 nha anh chị ha. Hoành 18. Đường kính bầu của mình là 37. Tại vì nếu em để lá thì không có kịp. Để lá thì nó sẽ dễ bị mất sức cây lắm. Đấy. Còn anh chị nào mà muốn để lá thì phải đợi gần Tết có loại mai có lá. Nhưng mà mấy cây này về giờ là canh dừa anh chị. Hôm nay mình là cũng còn bước qua tháng chạp rồi, tháng 12 rồi. Đấy anh chị mình về cứ canh cái mút nụ này mình chăm sóc rồi nó kịp Tết hết à. Đấy. Nó chỗ ra rai từ giờ cho tới Tết anh chị yên tâm, mai mà. Rồi, mã 25 này em giao lưu với anh chị mình giá là 1,6 triệu nha. Cây này tàn rất là đều và nhiều luôn. Tay cành thì anh chị mình muốn đẹp hơn á, anh chị mình vô nước kẽm kéo xuống ha, cho cái tàn nó đè ra nó đẹp hơn xíu nữa, mình đè xuống. Tại vì những cái tay cành nó nhỏ, mình vô nước kẽm cũng dễ chỉnh sửa lắm anh chị ơi, mình chỉnh sửa lại xíu. Rồi, em qua mã số kế tiếp, mã số 26 nha anh chị. Mã số 26, một cây dáng lắc lượng, cái co cực kỳ cứng cáp ha. Rồi, chiều cao của cây này khoảng tầm 1m2, cây này tay cành nó vuốt lên anh chị ha. Về mình vô dùm em một lớp dây nhôm nữa để mình bẻ xuống, còn không chị cứ để tay cành này riêng luôn chơi. Tán ngang của mình khoảng tầm 1m2 nha. Cái co ở đây để em đo thử ha, cái hoành. Rồi, hoành thân 17 anh chị ơi. Được kính bầu cây này khoảng tầm 34 ha. Cây này đế anh chị nhìn ha. Rồi, đế rất là nhiều ha. Cộng rễ đế cũng khá là to nè ha. Đó. Ví dụ như cái nhánh này, cái co này về anh chị mình thích cái nhánh ngay đây thì mình cắt bớt ha. Cắt bớt nhánh ha cho nó ấy. Còn không chị mình cứ để nguyên zin cây, chơi lấy mặt hoa xong rồi mình hãy xuống tay cành nha. Đây là mai Tết thì mình cứ để đi, mình chơi hoa xong rồi mình hãy xuống tay cành sau cũng được luôn. Rồi, đây là mã số 26 nha anh chị, em để cho anh chị mình giá là 1,450,000 nha. 1,450,000, đó là mai giảo Tân Châu nha. Đấy, về thì anh chị mình cứ việc á, chăm sóc để cái mặt nụ, mặt nụ của cây á, mình chăm sóc cho nó kịp Tết nha. Rồi, em qua mã số kế tiếp, mã số 27 nha anh chị ha. Cái này tông cũng hơi cao xíu, do có cái ngọn nó cao, còn nụ lên shop ta để luôn, không có cắt anh chị ha. Chiều cao mình khoảng tầm
hơn 1m3 xíu nha. Tán ngang của mình thì khoảng tầm 1m thôi, tại cây này tay cành nó vuốt lên nên là tán ngang nó không có to. Ví dụ như chị muốn to thì chị về mua vô lớp dây nhôm đi kẽm đè nó xuống thì nó sẽ to, nó bành ra. Rồi ở đây hoành 17 luôn anh chị ơi. Đường kính bầu của này khoảng tầm 32. Cái này ha, đế đều hết 4 mặt luôn anh chị. Em quay mặt nào cũng có đế hết cho anh chị xem ha. Đấy, co lắc lượng rất là đẹp nha. Đấy, ở đây có cái tay cành nó gãy rồi. Nó gãy thì giống như là nó không có được đẹp ở khúc này, nên bên em có cắt nha. Cắt để cho nó ra tay cành mới hơn. Xanh nó đâm tược, nó nhảy tược. Đấy, nó đi theo cái chiều luôn, cái co cho nó đẹp hơn. Còn những cái tay cành này nó vuốt lên, anh chị mình về muốn nó đẹp hơn, chị mình đè nó xuống cho nó bự, nó đều, nó đẹp hơn ha. Nút nụ thì cũng khá là đạt rồi nha anh chị, rất là nhiều. Về anh chị mình khi chăm sóc canh làm sao cho nút nụ nó đều, nó đạt giống như kịp Tết mình á. Đó. Còn khâu mà tước lá thì bên em đã tước lá sẵn cho mình rồi. Tại không có để lá được, để lá nhiều nó sẽ bị mất sức cây. Rồi mã số 27 này shop em giao lưu với anh chị mình giá là 1.450.000. Giá nêu trên là giá đã bao ship được cho tất cả các anh chị em mình nha. Còn khi nào anh chị muốn mua số lượng nhiều, anh chị có thể tới tại shop hoặc là liên hệ shop sẽ để cho mình cái giá ưu đãi hơn đối với lại anh chị mua nhiều cây nha anh chị ha. Rồi em qua mã số kế tiếp, mã số 28 nha anh chị. Một cây tàn tròn, dáng lắc lượng đẹp nè anh chị. Tán ngang của mình là hơn 1m, chiều cao của mình hơn 1m nha. Tán ngang của mình là khoảng tầm 1m. Cây này co đẹp lắm ha. Tàn rất là đều luôn. Cây này anh chị mình vô một nước chân nhôm nhẹ nữa thôi là nhìn là nhức nách. Quanh ở đây 10 gần 19, tính chị 18 thôi nha. Còn nấc nữa mới 19, tính chị 18 thôi, nấc nhỏ nữa. Em trừ hao 1-2 phân quành không đến nổi anh chị, mình chơi mai tàn mà. Rồi, đường kính bầu 37. Thường thường chơi mai Tết, mai tàn người ta nhìn mặt hoa vong ít, nhìn dưới cái quành nhiều. Tại vì lại tân châu mà dáng lắc lượng như thế này người ta vô dây nhôm thì nó sẽ chậm lớn lắm anh chị ơi. Đấy, nút nụ rất là đẹp ha. Cái này tông vừa nè anh chị, để vào chậu nhìn rất là xinh. Đấy, nút nụ rất là đẹp và nhiều. Anh chị mình về canh nút nụ ha, mình chăm sóc làm sao cho nó kịp Tết giúp em nha. Tại vì khâu chăm sóc là của khách hàng anh chị ha. Bên em thì làm bầu tước lá cho mình hết. Đấy, vận chuyển cho mình luôn. Anh chị mình về chỉ cần chăm sóc thôi, canh cái thời điểm cho nó ra kịp Tết ha. Đấy, tại vì bây giờ hiện tại mình cũng bước qua đầu tháng chạp rồi. Đấy, nên là cũng còn thời gian cũng ngắn lắm, chị yên tâm ha. May thì nó trổ giờ nó tính qua Tết luôn, xuyên Tết luôn mà. Rồi mã này mã số 28, shop em giao lưu với anh chị mình giá là 1.500.000. Thôi 1.500 ha. Dạ. Rồi em qua xin phép qua mã số kế tiếp, mã số 29. Cây dáng lông lắc nhẹ thôi anh chị ha. Cây kiểu dáng lắc nhẹ. Chiều cao của mình khoảng tầm 1m nha anh chị ha. Tán ngang của mình là hơn 1m xíu. Rồi, quả này 17 nha, hơi tính anh chị mình 17 nha. Cái này đường kính bầu 34. Này đế bàn anh chị ơi, đế nhìn thấy anh chị thân đế bàn nè. Đấy, còn để em đế này mặt thẳng ra. Đấy. Chung ở đây là có những cái tay cành mà nó ấy. Cầu cầu lấy cái này cắt cái này nè. Nó chỗ này nè. Đấy. Bên đây nó hơi trống, bên em đây là nó trống rồi, bên em mới ấy. Này, cắt rồi, này bẻ rồi, bẻ ngay xuống này rồi. Đấy. Nó trống thì anh chị về những cái tay cành đó anh chị mình lấy ra nha. Kéo ra cho nó đều hơn. Cây này nút nụ cũng rất là đạt nhiều lắm nha anh chị. Đa số mai Tết thì bên em đã lựa nút nụ cho mình hết rồi. Còn cái phần mà dán dốc tay cành về, anh chị thấy cái chỗ nào mà nó chưa có ưng ý á, mình vô một nước dây kẽm thì mình đè xuống hoặc mình kéo ra mình chỉnh sửa lại ha. Chỉnh sửa thêm cho nó đúng với ý mình, nó đẹp hơn ha. Bên em là bán phần thô thôi anh chị ha. Ở đây là anh chị nó có những cái vết xước hàng đen như thế này nè, nó ăn sâu vô anh chị thấy không? Bây giờ cũng đã khô rồi. Đây là những cái dấu hiệu này là do hồi xưa khi mà người ta vô nước dây kẽm anh chị, nó chóc cái phần da này, khi người ta tháo ra vô lâu quá anh chị ha, nó tháo ra thì nó sẽ bị chóc da, chứ nó không có ảnh hưởng gì tới cây hết. Cây vẫn còn tươi tốt và trổ nụ rất là nhiều. Rồi đây là mã số này, mã số 29, em giao lưu với anh chị mình giá là 1.450.000 nha. 1.450 ha. Dạ. Rồi em qua một cây dáng lông kết hợp với phần ở thân trên này là từ đây lên là nó lắc lượng ha. Người ta kéo nó hơi nhìn nó hơi lạ xíu. Nút nụ rất là nhiều luôn và cũng là khá là to ha. Đấy. Chiều cao là khoảng tầm gần 1m thôi nha anh chị, chứ từ tới 1m gần 1m thôi. Tán ngang của mình là hơn 1m xíu ha. Rồi, hoành của mình là khoảng tầm 18 nha. Đường kính bầu của cây này khoảng tầm 35 36. Cây này là đế đế bàn rất là đẹp, có cái củ nhô lên đây rất là lực anh chị ha. Củ nhỏ xinh nè. Ở dưới dáng lông ở trên người ta bẻ theo kiểu cái co lắc lượng ở trên
ngọn xíu ha. Đối với những cái cây mà em nói với anh chị, đối với những anh chị nào mà thích chơi mai Tết sớm á, có thể vô nhà đám tiệc gì đó, tiệc cưới ha. Tiệc cưới thì anh chị thích trưng mai Tết sớm đi. Đó. Thì anh chị mình có thể là mua những cây nút nụ hơi to xíu để mình về ví dụ mình chơi Tết sớm luôn. Đó. Cây này thì nút nụ rất là nhiều nha anh chị. Đó, còn tay cành thì anh chị thấy không? Nếu anh chị mình muốn đẹp hơn thì anh chị mình vô núi dây kẽm đó nha. Tại bên em là đa số là người ta sẽ bán phần thô cho mình, tức là cây tại vườn. Đó. Bán thứ nhất là bán phần thô cho mình, thứ hai là bán giá sỉ rất là nhiều. Đây là mai Tết mà bán, người ta bán giá sỉ không anh chị. Rồi mã số 30 nha anh chị. Shop em Zalo với anh chị mình giá là 1.550.000. Rồi 1.550.000. Dạ. Em qua giới thiệu cho anh chị xem cái mã số kế tiếp là mã số 31 nha. Cây này chiều cao để em đo thông số cho anh chị mình nha. Khoảng tầm hơn 1m2 xíu anh chị ơi, hơn 1m2 nha. Tán ngang của cây này là gần 1m2. Rồi, hoành cây này ở đây là 19 thôi anh chị ơi. Đường kính bầu cây này khoảng tầm 44 ha. Cây này so ra cái bầu rễ nó quá bự. Đế nó quá nhiều nên người ta làm cái đường kính bầu nó khá là to. Thì cây này khoảng tầm chậu 7, chậu 7 đó anh chị. Nếu mà muốn vô chậu là sẵn tầm chậu 7. Tại vì cái đường kính tới trên 40 lận. Đấy. Đế đều hết bốn mặt luôn. Co lắc lượn nhìn rất là đẹp ha. Tay cành phân bố rất là đều. Nếu mà tay cành nhiều quá anh chị mình tỉa bớt những cái tay cành nó thừa. Còn không thì anh chị mình cứ để chơi trên những tay cành nó có nụ thì mình cứ để chơi lấy mặt hoa ha. Sau đó thì mình hãy tỉa sau. Rồi những tay cành nào mà nó vuốt lên nó chưa có đều đẹp ý theo của sự sở thích của mình á thì anh chị mình vô một lớp dây nhôm ha, một lớp dây kẽm. Mình đè nó xuống thôi, vài cọng thôi là mình đè nó xuống, mình kéo gỉ nó xuống cho nó đều hơn ha. Cho tàn nó rộng ra. Rồi mã này mã số 31 nha anh chị. Mã số 31 em giao lưu với anh chị mình giá là 1.600.000. Cái này bộ đế với lại cái bầu to dữ lắm. Hoành 19 lần. Rồi em qua một cây kế tiếp, đó là một cây mã số 32, một cây dáng lắc lượng tàn bự thiệt bự luôn. Anh chị nhìn ở trong hình thì em không biết như thế nào chứ ngoài nó rất là to. Cái tàn ở dưới á, tàn cùng á, nó cực kỳ to. Chiều cao cây này khoảng tầm hơn 1m2 xíu nha, hơn 1m2. Tán ngang của cây này là tầm 1m2 đổ lại thôi. Đấy, rất là to vậy thấy không? Cực kỳ to, để em đo thử cái chiều này thôi, cái chiều em đang đứng đây ha. À, khoảng tầm 1m2, 1m2 là khá là to ha. Đấy. Tay cành thì rất là lực nha anh chị, tay cành rất là lực luôn. Rồi em sẽ đo hoành thân ha. Rồi hoành thân ở đây mình là 19 nha anh chị. Rồi. Hoành thân 19. Đường kính bầu cây này khoảng tầm 35. Đấy. Cái này cái tàn tròn ở dưới nè, cùng á, cực kỳ to. Ở trên thì nó nhỏ nhỏ từ lại. Nút nụ thì rất là nhiều, rất là đạt. Đa số mai Tết thì shop người ta luôn lựa cho mình những cây nút nụ nhiều. Còn tay cành thì về, ví dụ người ta lựa tay cành nhiều thì về anh chị mình, ví dụ như cái nào mà thấy nó nhiều quá thừa thì mình cắt bỏ bớt. Còn không thì anh chị mình cứ để chơi Tết ha, lấy mặt hoa chơi Tết. Sau Tết thì mình có thể là cắt bỏ. Đấy. Mình xuống tay cành. Rồi, đây là mã số 32 nha. Shop em Zalo với anh chị mình giá là 1.450.000. Trên cây nó có những cái vết hằn ở trên ngọn như thế này á anh chị, đen đen tróc da nè. Thì em cũng nói luôn thì giống như quá trình người ta vô dây nhôm kẽm cho mình á, người ta uống hơn lắc lượng á. Khi tháo ra thời gian lâu quá tháo ra nó sẽ có những cái vết hằn đó nha, chứ không bị ảnh hưởng gì mà tới cái sức khỏe của cây hết. Rồi, em qua mã số kế tiếp, mã số 33 nha anh chị. Một cây giáng long. Giáng long ha. Giáng long mà ở trên nó kết hợp lắc lượng nhẹ xíu ha. Người ta bẻ uống xíu cho nó đẹp hơn. Chiều cao của cây này là khoảng tầm hơn 1m2 nha. Tán ngang của cây này khoảng tầm 95. Chưa tới 1m ha. Rồi hoành ở đây 16 hơn, tính anh chị mình 16 nha. Cây này là đế bàn luôn. Đường kính bầu cây này khoảng tầm 33. Đấy. Đường kính mà khoảng tầm ba mấy này chắc có thể là chậu khoảng tầm chậu 6. Đó. Ví dụ anh chị nào mà chưa chắc chắn về cái đường kính á thì mình có thể là mình báo cái đường kính rồi mình ra ngoài cái chỗ mà bán chậu mình nói mình hỏi người ta sẽ tư vấn cho mình ha anh chị ha. Rồi cây này mã số 33 nha anh chị. 33. Một cây dáng long tông cũng khá là cao ha. Long ở trên nó kết hợp lắc lượng, nút ngủ cũng khá là đạt luôn. Đấy. Rồi mã này mã số 33 em giao lưu với anh chị mình giá là 1.450.000. Dạ, em qua mã số kế tiếp. Cây dáng long ha. Tàn tay cành, cây này tay cành lực nè. Khá là lực á. Rồi, cây này chiều cao khoảng tầm 1m.
Cây này tán ngang khoảng tầm là hơn 1m1. Cây này có một đế ghê cực kỳ khủng khiếp. Đế dữ dội. Nếu anh chị nào mà chơi mai tàn xong mình xuống tờ cành lấy bộ đế này cũng đẹp lắm anh chị ơi. Để em đo cái này hoành xuống. Hoành cái này 20 nha. Rồi. Em đo lại cho chắc. Đo ngay cổ vào đây nha anh chị ha. 19 chứ, em xin lỗi, em kéo không có căng dây, 19 thôi nha anh chị. Cái này là 19 hơn, tính 19 thôi nha. Cây mã số đây đây. Em kéo cho anh chị mình xem. Đây, 19 hơn, tính 19 thôi nha. Đấy. 1-2 phân hoành không có sao đâu anh chị ơi. Em không có ấy, em trừ hao hết à. Rồi, đường kính bầu cây này khoảng tầm 40. Cây này khoảng tầm chậu 7 nếu vô cây này. Tại vì anh chị biết sao, cái bầu đế nó cực kỳ khủng luôn nè, nhìn cái bầu đế này anh chị. Quá dữ dội luôn. Đấy. À, bộ đế của con rồng này khá là dữ dội ha. Khi này kêu móng rồng luôn chứ. Đế quá dữ dội. Đây là mã số 34 nha, mã số 34. Đối với những cái cây mà em nói với anh chị tham khảo thêm, những cái cây mà nụ ngụ to, ví dụ như anh chị mà gần Tết này anh chị mà muốn chơi Tết sớm á, đám cưới, đám tiệc gì mà anh chị mình muốn trưng những cái cây hoa, mình có thể mua những cây nụ ngụ to để mình về mình trưng Tết ha. Đấy. Có không khí mùa xuân hơn. Rồi đây mã số 34 ha. Shop em giao lưu với anh chị mình giá là 1.600.000. Rồi 1.600.000 một cây tàn lực lắm nha. Đế rất là đẹp luôn nha anh chị ha. Bộ đế khủng. Rồi em qua mã số kế tiếp, cây mã số 35. Một cây tai cành quá nhiều luôn. Và tai cành nó hơi vuốt lên xíu ha. Thì nó rộng vuốt lên. Chiều cao mình khoảng tầm 1m3 nha. Tại do cái ngọn nó hơi cao quá anh chị. Tán ngang mình khoảng tầm 1m2 thôi. Rồi, đây. Cái này em đo múc ở dưới tay cành 1 nha, tay cành thấp dưới đây nè. Hoành 16 nha. Rồi. Đường kính bầu cái này khoảng tầm 36. Cái này nếu mà anh chị mình muốn cắt ngắn lại, mình cắt cái ngọn ở trên đó thì mình cắt nha. Tại bên em là để full cây luôn, tại trên nó còn nụ nhiều nên là không có cắt. Thế anh chị mình về chơi mình thích mình để lấy mặt hoa mình chơi. Còn mình muốn cắt ngắn xuống vẫn được nha anh chị ha. Còn những cái tay cành này nè, ví dụ như nó vuốt lên anh chị mình về tham khảo thêm. Mua dây nhôm vô nước dây nhôm đè nó xuống ha. Cho nó rộng, nó đều đẹp hơn. Đấy. Còn cái chỗ nào mà nó cắt nó thừa quá thì mình có thể mình cắt bỏ nha. Còn bên em là để full cây nguyên cây luôn, không có cắt. Rồi mã số 35 này shop em giao lưu với anh chị mình giá là 1.450.000 nha. 1.450.000. Dạ. Rồi em qua mã số kế tiếp, mã số 36 luôn anh chị ơi. Cây này dáng lắc lựa anh chị ơi. Chiều cao của mình khoảng tầm 1m1 thôi à. Tán ngang cây này khoảng tầm hơn 1m ha. Rồi, quả nó đem đo nha. Rồi, khoảng 18 nha anh chị. Rồi. Đường kính bầu cây này khoảng tầm 33. Cây này có nở một số nụ xanh nè anh chị. Giống như nụ xanh mình vài ngày thì nó sẽ trổ khúc này. Còn ở đây là nụ nó sẽ như thế này, còn nhỏ như thế này. Trên cây nó có nhiều mặt nụ lắm anh chị ha. Có chỗ thì nó cũng ra giống như nó tốt. Chỗ này nó tốt, nhánh này nó tốt quá. Nó nhỏ thì nó nuôi tốt quá thì nó sẽ ra cái phần nụ xanh này. Thì vài ngày nữa nó sẽ trổ không. Còn những cái nhánh này thì nó trổ từ từ, ví dụ như giờ nó nụ nó từ từ phát triển, bây giờ tới Tết luôn. Đấy. Đó. Rồi, mã này mã số 36 nha anh chị. Em giao lưu với anh chị mình giá là 1.300.000 nha. 1.300. Dạ. Rồi em qua mã số kế tiếp, mã số 37. Cây này tay cành lực ha. Đấy. Cây này chắc em nghĩ là hoành to nè, em thấy cái củ nó hơi to, hoành hơi to. Chiều cao cây này khoảng tầm 1m nha anh chị ha. Tán ngang cây này khoảng tầm hơn 1m xíu ha. Cây này có cái nhánh bên này nè, nó bị giống như là nó gãy thì bên em có cắt để cho cái tược sau này nó đâm ra, nhánh bên này mình lấy. Mà này mình lấy cái co bên này cũng được, không sao anh chị, không có bị không bị xấu cây đâu. Ủa, công nhận cái hoành này to dữ rồi ta, cái củ này to chứ. Rồi ở đây cái củ ha, cái này nó là hơi đột biến xíu ha. 23. Hơn 23 tính chị mình 23 nha, em đo ngay đây nha. Đó. Còn cái củ này để em đo thử ngay cái củ này coi nhiêu. Củ này thì ngay chỗ này là nó độc biến xíu 25 nè ha. Ở đây có cái cục củ u lên nè. Đó. Chị để ý giúp em cái cây mã số 37 nha. Đấy. Đế thì rất là nhiều và đều luôn. Đó. Cũng có nụ hết anh chị mà nụ nó hơi nhỏ xíu. Nụ nhỏ thì mình chơi có thể là canh kịp Tết á. Đối với cái cách chăm sóc của mỗi người nữa anh chị ha. Tùy vào cái cách chăm sóc nữa. Rồi ở đây nó có những cái vết lỗ hằn như thế này ha. Trong quá trình mà người ta uống dây nhôm từ nhỏ thì khi tháo ra thế nào cũng phải có vết hằn anh chị ha. Nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của cây. Đấy. Nó chỉ bị giống như chạy chạy lớp da nhỏ thôi. Rồi mã số 36 này là 37 chứ. Mã số 37 shop em giao lưu với anh chị mình giá là 1.650.000. Rồi 1.650.000. Rồi em qua mã số kế tiếp, mã số 38 nha. Một cây này rất là đẹp nè anh chị. Nút ngụ nhìn xum xê luôn. Tay cành cũng khá lực ạ.
chiều cao mình hơn 1m xíu nha. Tá ngang phong mình khoảng tầm 1m2. Đây nó có cái nụ hoa chùm á anh chị, nó nở được cái nhánh bên này nè anh chị, ba bông nè. Đó, nụ xanh nè. Đấy. Thì vài ngày nữa chắc có thể là nó sẽ ra mặt hoa, còn những cái nụ kia thì nó trổ từ từ. Mình mua cây thì mình về mình chăm sóc, thì anh chị mình coi cái mặt nụ để mình chăm sóc giúp em ha, tùy vào cái cách chăm sóc của mỗi khách hàng nữa. Quành ở đây là khoảng tầm 18 hơn, tính anh chị mình 18 nha. Đường kính bầu cây này khoảng tầm 34. Đấy. Cây này là em xoay đều cho anh chị mình xem, cái tàn rất là đẹp ha. Về anh chị mình muốn đẹp thêm, anh chị mình vô nước dịch kẽm nữa mình đè xuống kéo xuống ha. Cho nó đều nó gọn hơn, mai tàn mà. Đấy. Mai Tết mà anh chị ha. Mình làm cả năm trời rồi. Mình làm cả năm rồi anh chị thích một cây mai Tết mình mua, làm giá có 1 triệu mấy thôi anh chị. 12 tháng trời mình mua cây có 1 triệu mấy nó rất là rẻ, như bình quân một tháng mình chỉ cần để dành có bao nhiêu 100 ngàn thôi rồi. Mua cũng được cây rồi. 100, 150 đến 200 ngàn là mua được cây rồi. Tới Tết là mua được cây mai ha. Rất là đẹp luôn và xài rất là lâu nữa. Rồi, mã này mã số 38 nha anh chị. Em để cho anh chị mình giá là 1 triệu rưỡi nha. 1 triệu rưỡi cho cây 38 này. Cây rất là đẹp. Rồi qua mã số kế tiếp, mã số 39. Rồi, chiều cao của cây này luôn. Dáng này là dáng lắc lượng, chiều cao mình khoảng tầm 1m1 hơn anh chị ha. Tay ngang cây này tay cành vuốt lên nên là nó hơi nhỏ xíu, là khoảng tầm 1m. Tay cành vuốt lên thì không sao hết anh chị. Mình vuốt lên mình nhìn vô như mình đè xuống thôi. Nó sẽ bự lại thôi chứ đâu có sao đâu. Tại người ta chưa vô nhôm cho mình. Rồi cây này quạnh đây 18 nha. Rồi. Đường kính bầu cây này khoảng tầm 35. Cây này mã số 39 nha. Những cái cây mà tay cành nó vuốt lên như thế này, về mình vô nhôm đè lại xuống thôi vậy thôi, không sao hết. Ở giữa thì cái co nó đã uống dây nhôm cho mình lắc lượng rồi. Lúc nụ thì cũng rất là nhiều, khá là đạt anh chị ha. Mình về khi anh chị mình chăm sóc mình theo dõi giúp em ha, tùy vào cách chăm sóc của mọi người để canh sao cho nó trổ kịp Tết anh chị nha. Rồi đây là mã số 39, em giao lưu với anh chị mình giá là 1,4 triệu nha. Rồi, 1,4 triệu. Rồi đây là cây cuối của clip bên shop em hơn ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi shop Mai Vàng Trúc Yên. Anh chị mình có đi ngang kênh Mai Vàng Thanh Tâm, em xin anh chị mình ghé vào đó cho em xin một lượt đăng ký cũng như một like, một lượt chia sẻ để kênh Mai Vàng Thanh Tâm có thêm nhiều động lực quay cho anh chị mình thêm nhiều clip hay hơn ha. Cảm ơn chị mình đã ủng hộ shop Mai Vàng Trúc Yên trong thời gian qua. Em xin đại diện shop chúc cho anh chị mình thật là nhiều sức khỏe, dồi dào sức khỏe nha. Công việc của anh chị mình luôn là phát tài và người thân luôn an khang thịnh vượng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Anh chị nào mua số lượng nhiều cứ liên hệ shop nha. Shop sẽ có giá ưu đãi cho mình và giao tận nhà cho mình cho những tỉnh lân cận, ví dụ bằng xe máy hoặc là xe tải nha anh chị ha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Để anh chị nhận cây sớm trong ngày chơi Tết luôn. Cảm ơn anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Chúc mong quý vị ủng hộ cho shop về chúng em. Tụi giá mình cũng tạm dừng nha. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại.